Ở một nơi rất xa, có một căn nhà đặc biệt mà ai muốn bước vào phải tuân thủ hai nguyên tắc. Thứ nhất là nếu mang theo gậy thì phải để ở ngoài. Thứ hai là khi bước vào nhà phải đội thêm một cái mũ. Để đưa một số vào trong căn, hãy nhớ về ngôi nhà đặc biệt đó và thực hiện theo những quy tắc đó. Âm 3 là số âm, tức là có mang theo gậy, vậy phải để gậy ở ngoài, bước vào nhà, đội mũ và giữ nguyên những gì bên trong. Ta được trừ căn 45. 5 là số dương, tức là không mang theo gậy, nên không phải để gậy ở ngoài, bước vào nhà đội mũ, 5 mũ 2, giữ nguyên những gì bên trong, nhân 3, bằng căn 75. Trong trường hợp tổng quát, A có thể là số không âm hoặc số âm. Nếu A không âm, tức là không mang theo gậy, bước vào nhà, đội mũ, A bình phương, giữ nguyên những gì bên trong. Nếu A bé hơn không, tức là có mang theo gậy, để gậy ở ngoài, bước vào nhà, đội mũ, giữ nguyên bên trong. Bạn hãy biến đổi âm 5 nhân với căn 2 thành một căn bậc 2. Comment đáp số của bạn ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.